Hello, sao em đã quay trở lại kênh mình nha, mình HZ đây. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với một cái vấn đề mới, tuy mới nhưng lại hơi cũ một chút, về FC Mobile, liên quan đến cái event sắp tới là Team of the Season. Về cách chơi cũng như là những cái liên quan event thì mình đã có làm clip vào ngày hôm qua rồi, anh em có thể vào đấy xem nếu chưa biết. Và event của chúng ta thì ngày mai sẽ ra mắt, tức là ngày 29. Tuy nhiên thì từ cái lúc mà cái buổi live stream của EA Sports ấy, về những cái phần quà ở các cái chương chúng ta nhận được trong TOTS thì thật sự là ở trên mạng xã hội X và ở trên rất là nhiều các cái trang của anh em nước ngoài dùng nhiều ấy, thì có một cái làn sóng phẫn nộ tương đối lớn anh em nhá. Mình để ý là tương đối lớn, cứ khoảng 20 ông mình biết thì khoảng đến tầm khoảng mười mấy ông là các ông đăng bài về những cái này như thế này rồi. Đó chính là về cái câu chuyện thứ nhất là untradeable, tức là những cái con không giao dịch được. Thực ra đây là một cái câu chuyện mà mình nghĩ là nó xuất phát hiện từ trước đây tương đối lâu rồi. Tuy nhiên là với những sự kiện trước thì nó chưa có ảnh hưởng nhiều giống như là cái sự kiện TOTS. Bởi vì cái sự kiện TOTS là một cái sự kiện rất là lớn mà chúng ta cày cuốc các thứ để nhận quà, nhưng mà đa số là hàng untradeable thì nhiều anh em cũng không thích, kể cả là cái phần exchange ấy. Thì với hàng untradeable, hàng không giao dịch được thì chúng ta hiểu đơn giản là nó có cái dấu như thế này ở bên góc bên trên này. Hầu như đều là các cái gói mà chúng ta không thể giao dịch được. Đấy, ví dụ 88, 97 các thứ cũng không giao dịch được, đa phần là không giao dịch được anh em ạ. Những cái gói ngon thì không giao dịch được. Và với cái việc không giao dịch được thì rất là nhiều anh em bực với cái vấn đề đấy, vì là anh em không thể bán được mà. Mở ra là chỉ có dùng để chơi hoặc dùng để up lên để chơi các thứ thôi. Thì vì thế nên là với TOTS thì mang đến rất là nhiều những cái vấn đề tiêu cực. Và rất là nhiều anh em lên án, đặc biệt là anh em ở nước ngoài, bởi vì bên đấy người ta cũng hay dùng mạng xã hội X anh em, thì nó tweet về trang cá nhân được nhiều hơn. Còn như ở anh em Việt Nam mình thì dùng các cái mạng xã hội như cái Facebook các thứ thì nó cũng ít mà có thể gọi là chia sẻ rầm rộ. Ví dụ như cái bách nhân đội trưởng mình cũng nói đây, ví dụ như anh em chơi cho anh nhận quà thì cũng là hàng ăn chơi đều bồ cả thôi. Đấy, gần như là đa phần tất cả những phần quà mà chúng ta nhận được anh em nhé, đều là hàng ăn chơi đều bồ cả. Chỉ trừ những cái gói kiểu gói mở pack thôi. Những cái gói mở pack thì may ra mới là hàng bán được thôi anh em ạ. Còn lại đa phần là cứ là hàng ăn chơi đều bồ, hàng không thể giao dịch được. Anh em để ý kể cả những cái gói ở trong đây nha, anh em mở ra cầu thủ 88 đến 97 này, nó cũng là hàng không bán được anh em ạ. Đấy, thật sự là rất là cáu luôn, kể cả anh em nhận cái mốc cuối của team bách nhân đội trưởng này, cầu thủ 94 cũng là hàng không bán được. Và cái bách nhân đội trưởng này thì vì là nó là cái event kiểu như là mặc dù là cũng là main event đấy, nhưng mà nó không có quá là chất lượng nên là cái sự lan tỏa nó ít. Còn bây giờ đến TOTS, anh em tưởng tượng chúng ta cày mà cũng nhận rất là nhiều phần quà ăn chơi đồ bố này, thật sự rất là bực. Và ở bên nước ngoài thì nó nói chung là nó cứ đăng bài về, anh em toàn đăng bài than phiền về cái vấn đề untradeable và cứ hy vọng là EA sẽ có thể thay đổi các phần quà để có thể nhận được hàng tradable. Thì không biết là anh em, cái ý kiến của anh em về cái hàng không giao dịch được như thế nào, anh em có thể comment cái ý kiến của anh em phía bên dưới. Còn đây là cá nhân ý kiến của mình nhá. Thực ra thì mình thấy là cái hàng untradeable ấy, nó cũng có một cái điểm lợi và một cái điểm không lợi theo góc nhìn của mình thôi. Ví dụ như là đầu tiên nói về điểm không lợi trước, thì anh em tưởng tượng bây giờ chúng ta cứ cày nhá, xong chúng ta nhận quà này, kể cả cho mở được cầu thủ ngon nhá. Mình lấy ví dụ là mình mở được một cầu thủ rất là ngon, 93 đến 97 đúng không? Mình mở được cầu thủ rất là ngon là Van Basten đi, hoặc là Neymar đi. Nhưng mà bây giờ là cái cầu thủ này mình không có dùng. Đấy, mình không có thích dùng và mình cũng không thể bán được thì coi như nó phế luôn anh em ơi. Thật sự là nó phế luôn. Cái vấn đề lớn nhất của hàng không giao dịch được. Còn cái mà mình thấy điểm tốt của nó là gì? Bây giờ ví dụ như là tất cả các cái hàng chúng ta đều mở ra hàng giao dịch được nhá, tức là chúng ta bỏ luôn cái phần không giao dịch được ấy, thì sẽ có một cái vấn đề giống như những mùa giải trước, đó chính là cái chợ nó sẽ hơi nát anh em ạ. Kiểu như là chúng ta mở được rất là nhiều mà lại hàng giao dịch được mà, thì anh em sẽ bán rất là nhiều cầu thủ đấy và sẽ có những cái hiện tượng như kiểu là 999 cộng bán này. Cái khả năng bán cầu thủ của anh em nó cũng sẽ khó hơn và cái chợ nó cũng sẽ loạn hơn. Tất nhiên là kể cả bây giờ thì nó vẫn bán khó, nhưng mà bây giờ bán khó là dựa là đa phần là do giá của cầu thủ nó bị ảo. Giá cầu thủ nó bị kiểu x2, x3 lên nên là nó ảo quá nên anh em không thích giao dịch thôi. Thế nên là quan điểm của mình thì mình thấy là cái hàng không giao dịch được này nó cũng tương đối là tốt. Đấy, nó cũng tương đối ổn, nhưng là EA nó cho ít lại. Thật sự luôn, hãy làm ơn cho ít lại một chút. Bởi vì những cái gói như kiểu là 91 đến 97, thật sự là cái cơ hội để nhận được cầu thủ 97 nó đã rất là thấp rồi. Đa phần toàn là 93, 92, 91. Thì bây giờ làm ơn cho nó là hàng giao dịch được đi. Đấy, để làm sao mà chúng ta mở ra chúng ta có thể bán được anh em ạ. Còn bây giờ mà cứ chơi mà cứ hàng ăn chơi đồ bồ nhiều như thế này thì thật sự là đôi khi cũng làm cho anh em cảm giác chán nản. Có rất nhiều anh em bán lại đội hình mà trong đội hình toàn cầu thủ không bán được thôi. Đấy, giá trị có thể lên là mấy tỷ nhưng mà toàn hàng không bán được. Rất may là với đội hình của mình thì đa phần là đều là bán được cả anh em ạ. Đấy, nên là cái hàng ăn chơi đồ bồ là bị ghét là bởi vì là như thế. Đấy là cái vấn đề thứ nhất. Và cái vấn đề thứ hai là về cái hack.
Thật sự là hôm trước mình có gặp một bạn YouTuber người Việt Nam thôi. Mình không muốn nói tên nhé, mình không muốn PR lộ liễu hay gì cả, nhưng mà mình thấy bạn ấy sử dụng cái phần mềm Guardian gì ấy. Bạn ấy hack gọi như là làm có rất là nhiều chế độ hack nhá, mà còn có cái chế độ hack là cho kiểu thủ môn nó đứng yên anh em ạ. Cho thủ môn nó đứng yên, nó không làm gì cả, anh em sút kiểu gì cũng vào. Xong rồi còn có cái kiểu hack là như kiểu anh em sút vào biển quảng cáo nó cũng vào. Đấy, có nhiều kiểu hack lắm, và nó là những cái mình thấy là cũng tương đối đơn giản. Mình thì mình không làm về mấy cái đấy, bởi vì mình không muốn nó mang tính gọi là tiêu cực đối với anh em cộng đồng. Bởi vì chúng ta chơi chân chính anh em ạ, chứ không hack. Thì mình thấy là bây giờ hack nó tràn lan như thế, nó dễ như thế, thì bọn EA, mấy anh em EA cũng nên xem xét lại. Ban thật là nhiều vào đấy, nhưng mà ban nhiều chứ đừng có ban lộn nhá. Cái bọn EA là cũng hay có cái kiểu là ban lộn ấy, mà là nó không hỗ trợ anh em Việt Nam mình, nên là nếu nó ban lộn nó cũng rất là dở. Đấy, thì cái thứ hai mà anh em ở bên nước ngoài người ta spam nhiều với EA đó chính là ban những cái ông hacker đi. Vì nó quá nhiều thì anh em tưởng tượng đá những cái rank cao một trận thắng rất là khó, mà bây giờ gặp hack thì thật sự rất là dở. Cái vấn đề thứ ba mà anh em than phiền nhiều nhất ở thời gian gần đây là chính là đưa trở lại cái training transfer. Thì như mình có nói rồi, cái training transfer đến bây giờ không có thông tin đâu anh em ạ, không có thông tin. Và chúng ta cứ phải chờ thôi để xem bọn EA nó có cho lại hay không, mà mình thấy là lâu như này khả năng hơi khó. Vẫn hy vọng thôi, nhưng mà hiện tại chưa có bất kỳ một cái thông tin gì mà bên EA nó đả động là nó cho lại cái training transfer cả. Trước đây nó chỉ có một cái thông tin là nó đang thảo luận thôi. Còn từ đó đến hôm nay là biệt tâm biệt tích luôn mấy tháng rồi. Nên là cái vấn đề đấy thì nhiều anh em nước ngoài cũng hy vọng là có lại các thứ để ấy, nhưng mà mình thấy là có vẻ là hơi khó. Thì đấy là ba cái vấn đề mà trước khi TOTS ra mắt thì nó đang làm loạn luôn, đang rất là nổi đấy. Nói chung là cũng khá là căng. Và hiện tại thì anh em nước ngoài thì đang cố gắng để như kiểu là EA nó fix anh em, kiểu EA nó ban hack nhiều hơn này, rồi nó cho lại cái training transfer này, và quan trọng hơn hết là nó hủy nhiều cái hàng untradeable đi, để cho phần thưởng anh em cái chay là hàng tradable, hàng giao dịch được, để anh em mở ra anh em có thể bán này nọ. Đấy là những cái vấn đề mà ngày hôm nay, ngày hôm qua, từ hôm qua cho đến bây giờ nhá, và cho đến sau này, mấy ngày sau chắc chắn là sẽ rất rần rộ luôn. Thì không biết là ý kiến của anh em như nào về những cái vấn đề này, anh em có thể chia sẻ tích cực ở phía bên dưới nhá. Còn cá nhân của mình, quan điểm của mình thì mình cũng đã nói rồi. Clip của mình đến đây là kết thúc rồi. Ngày mai thì chúng ta sẽ ra sự kiện TOTS, thì mình sẽ làm clip tính toán cho anh em nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em các clip tiếp theo. Bye bye anh em.